bữa tối của mình ngày hôm nay thì sẽ là món cà ri. Thì mình đã mua sẵn bột cà ri rồi. Và đây là thịt lợn. Cái này là hang song sai. Thì mình không biết là nó là phần gì nhưng mà nó ăn rất là mềm. Đấy, thì mình sẽ nướng thịt này lên và làm cà ri ăn cùng. Sữa rửa mặt mình đang dùng là của hãng Dr. Morita và hãng này đến từ Đài Loan nhưng sử dụng công nghệ của Nhật Bản. Do thay đổi thời tiết ấy, thế nên là mình đã chuyển sang sữa rửa mặt này dùng. Và trong thành phần của cái sữa rửa mặt này thì có chàm trà và giúp làm giảm cái tình trạng viêm da và mụn sưng hơn. Mình recommend loại này cho những bạn mà đang là da dầu mụn. Và cái đặc điểm mà mình thích ở cái sữa rửa mặt này là nó tạo bọt luôn cho mình, mọi người thấy đấy. Và khi mà apply trên da thì nó sẽ dễ dàng rửa sạch những cái bụi bẩn rồi là chất bã nhờn ở trên khuôn mặt mình hơn.
Và mặt nạ của mình đang dùng cũng là đến từ cái hãng Dr. Morita. Và cái mask này là cái mask mà có thể dùng cho da mụn được. Bình thường khi mà da mụn thì mình nghĩ là mọi người không nên dùng mask nhiều đâu. Nhưng mà trong cái mask này ấy, thì nó có những cái chất mà để làm sạch da này, cũng như là làm giảm những cái sưng viêm do mụn. Và ngoài ra thì nó cũng cung cấp một cái độ ẩm nhất định cho cái làn da của mình. Mình biết là khi mọi người trị mụn, mọi người hay dùng những cái kem bôi mụn, thì những cái đấy thì sẽ làm cho da rất là khô. Chính vì vậy nên là mình cần phải có đủ ẩm để cho da của mình không bị khô mà dễ lên mụn hơn nhiều nữa. Thì mình nghĩ là dùng mask thì cũng là một cái cách để cho mọi người cấp ẩm nhiều hơn. Cái dưỡng chất của nó cũng rất là nhiều. Mọi người thấy là mình còn bôi được da cổ nữa. Và cái mà mình thấy rõ nhất ở cái mask này ấy, đó chính là khi mà mình dùng xong thì mình thấy da của mình nó dịu đi rất là nhanh. Và sang hôm sau ngủ dậy thì thấy da cũng rất là mướt nữa. Nên là đây cũng là một cái mask mà mình nghĩ là mọi người nên thử dùng.